đừng có nuôi trong bụng những cái mối thù lúc nãy nha. Chị biết nãy em là mà. Do chị lớn tuổi mắt chị yếu, do chị lớn tuổi mắt chị yếu, cho nên là đôi khi chị nhìn hơi chậm, đúng không? Chị yên tâm, em à, em thù dai lắm. Cẩm Thơ đang rất là nhẹ hả? Dạ, kiểu hưởng thụ á, kiểu thư giãn lắm đúng không ạ? À? Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với liệu trình cho Cẩm Thơ nha. Cố lên. Dạ khoan à, dạ khoan à. Trước khi đến với liệu trình này thì em quyết định chơi tất tài, chơi you know, chơi tất tài, chơi you know. Ê đừng. Không, chị tin em đi. Mấy cái này đúng mình rồi. Chơi được mà. Bên này xui thì chẳng lẽ bên đó xui luôn. Sao mà xui được nữa? Một xui bên kia một là xui rồi. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác là một bên xui thôi đúng không anh? Không thể nào có hai cái không được. Không thể nào có hai cái xui như vậy được. Chính xác thì... Nè. Xả hàng tồn kho, xả hàng tồn kho. Còn gì nữa đâu mà không vui. Xả hàng tồn kho. Lý Hảo mạnh quá. Xin mời. Ủa, sao? Chị đang luôn. Đọc nhanh đi SC. Không, anh bị phân tâm bởi những cái tiếng la. Mà mình vô câu hỏi đầu tiên không anh? Bây giờ chúng ta sẽ đến câu hỏi đầu tiên là mình thử không? Thử. Thử cái đi coi đi. Tại vì sao? Em nên thử để mình có cái nhịp. Mình roll die, mình roll die. Chị nghĩ là đúng rồi. À, hồi nãy là bên này thử rồi, bây giờ mình đến bên này thử. Chị nghĩ là chúng ta tan rã từ đây được rồi. Thử nha, thử nha. Thử một liệt cái kê ba cầu thủ nam từng đoạt giải quả bóng vàng Việt Nam. À, Quang Hải. À, Lê Công Vinh. À, Lê Quỳnh Đức. Ê, chính xác. Chính xác mà. Ơi. Câu này xài cái đó làm chi, không biết chính xác là có điểm rồi đó mà xài cái đó nên không có câu điểm. Câu đó chưa có điểm. Tiếp tục hai. Ok. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Liệt kê năm loại quả có màu vàng. À, dưa hấu. Kiwi, đu kiwi. Đu đủ. Kiwi, kiwi. À, xoài. Kiwi. Ờ. À. Cherry, cherry bạn. Cherry, cherry. Cherry. Hết giờ. Cherry. Ủa em tưởng cherry của bạn đó chứ, cherry sao bạn được. Có cherry bạn có. Có cherry bạn, có cherry bạn. Cherry bạn. Đứng lên đi, đứng lên. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Dạ. Cố lên. Liệt kê 5 nghề nghiệp của những người hiện có mặt trong phim trường. Rapper, ca sĩ, MC, diễn viên, quay phim. Hết giờ rồi. Ủa cái cuối nhảy đúng không ạ? Nhảy người ta gọi là vũ công. Ủa? Mà không có ai có nghề nào mà nhảy đúng không? Đúng luôn. Đúng không ạ? Xin mời quay phim, quay phim, biên tập, đúng rồi, biên tập, sản xuất, quay phim, quá chụp trời hình thôi, đừng kể. Đúng nè, đó. Ủa? Đó, nhiều lắm. Không, tại cái góc nhìn đạo diễn đó. Đạo diễn, biên tập, trời quá trời. Make up, stylist, đúng rồi, rồi. Người hành hạ nữa. Hết giờ chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Dạ. Đây là câu hỏi cuối cùng anh ạ. Về gia đình thôi. Dạo này cuộc sống em như thế nào? Dạ, cuộc sống em dạo này may mắn là ổn. Dạ, được mọi người yêu thương, mọi người gọi xô thì em thấy nó cũng vui trong lòng. Trả lời nhanh nhanh đi, khỏi trong, phải vô luôn. Anh dạo này cũng ok lắm. Không ai dạ. Cũng biết là đâu. Mọi thứ cũng tuyệt vời. Và không được khán giả rất là đâu. Yêu thương sau chương trình Quýt làm canh chị. Em cũng thấy như vậy. Mọi người rất là thích chương trình này mà coi rất là nhiều. Còn Juno thì sao? Đúng vậy, Juno cảm thấy mọi thứ bây giờ là rất là tuyệt vời. Khán giả sống của mình chảy qua, nó cứ trôi, nó cứ trôi và nó không dừng lại. Hay quá ha. Thôi, tôi nghĩ là vậy là được rồi ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều.